mình hiện tại mình đang ngồi trong trạm dừng chân của bánh đĩa Tân Quê Viên nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem cái bộ ghế. Cái bộ ghế này rất là to luôn. Đây, phía sau lưng mình nè. Rất là to luôn. Mình sẽ review cho mọi người xem cái bộ ghế này như thế nào nha. Đây, cái bộ bàn hết biết đẹp luôn mọi người ơi. Thì theo mình biết là cái chiều dài của cái bàn này tầm khoảng này gần 5 mét đó mọi người. Cái chiều dài bàn á thì chiều ngang mình thấy tầm cũng khoảng trên 2 thước. Rất là đẹp luôn. Thì nghe mấy anh bảo vệ ở đây á, nghe nói là cái gỗ này là nghe nói gỗ gõ đỏ đó mọi người. Gỗ gõ đỏ. Đây, những cái ghế, chiếc ghế là hình con cua nha. Đó, nhìn thấy cái càng cua mọi người thấy quá trời bự không? Nó rất là bóng luôn. Mình cũng có xem trên báo, trên thông tin đưa về cái bộ ghế của chủ doanh nghiệp này á. Thì ở đây thì nghe nói là khoảng 11 cái chiếc ghế mà kiểu con cua này đó là tầm khoảng trên 1 tỷ. Đó, cái gỗ mà cái bộ ghế này không đó là những con cua này, cái càng cái me này đó là 11 chiếc ghế là tầm khoảng 1 tỷ. Rồi cái bàn này đó, cái bàn này trên thông tin cũng có ghi là cái bàn này tầm cũng trên 1 tỷ luôn đó. Ở đây là phần dưới nè. Ở đây là phần dưới chân của cái bàn. Đó. Này là gỗ gõ đỏ nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Cái độ dày này mình thấy là cũng hơn một gang tay mình, hơn một gang tay. Thì cái tay mình đúng 2 tấc này, chắc có 2 tấc 1 2 tấc 2 á mọi người, khoảng 2 tấc 2. Rất là dày luôn. Rồi những con cua, nghe nói là con hai có con cua ở hai đầu này nè. Con cua này nè, con cua này hai đầu này là nghe nói là nghe thông tin là cũng là bằng gỗ lim. Xài bằng gỗ lim chứ không phải là gõ đỏ nha mọi người. Cái càng nè thì được đặt bố trí ngay chân cái vừa qua cái cầu ngay trung tâm, ngay chỗ ngồi ăn bánh uống nước trà của du khách mà khi đến đi tham quan. Rất là đẹp luôn. Đặt ngay giữa, ngay chân cái nhà trưng bày các cái vật mà để cho khách tham quan đó. Chung quanh nè, đây là cái khung cảnh xung quanh chỗ đặt bộ bàn ghế. Đây là con cua ngay phía đặt giữa bàn luôn. Đây, con cua rất là bự. Đây, những cái chiếc răng của con cua là có được khắc luôn nè mọi người. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow, 10 cái răng nhỏ. Này 4 cái răng to. 2 4 6 7. 7 răng nhỏ. Rất là đẹp luôn. Thấy các khách tham quan đến ngồi để chụp hình luôn. Wow, những chiếc càng nữa nè. Đây là những cái moe. Đây là con mắt cua. Đây là phía dưới là mỗi cái ngoe là 4 cái ngoe cua phía chân ở phía dưới. Rất là đẹp. Và đây là cái càng phía trên. Và hai con cua được đặt song song với nhau ngay giữa chính, ngay giữa bàn luôn nha mọi người. À, đây là 4 cái nghe phía bên phải. Cái gỗ này rất là bóng. Đây là cái yếm, cái yếm với cua này. Đây là chiếc cửa khi qua cầu đó, mình sẽ thấy con cua này trước, con cua này đặt ngay trước phía trước. Ở cái que này không mà ăn cua thì ăn chắc mệt người luôn à. Ở phía dưới có đặt hai cái bàn kê. Rồi cái bàn này quá nặng rồi.
cái chiều dài 2 tấc mấy, mà 2 tấc 2, dài gần 5 mét. Bàn này có 11 cái ghế ngồi là 11 người, nhậu xong rồi nằm tại đây luôn. Đây là con mắt cua nè, mắt cua này mình nắm vô một nắm tay luôn nè. Đây là mấy cái me cua, càng cua càng rất là to luôn. Lần đầu tiên thì chiêm ngưỡng cái bộ ghế khủng. Một cái bàn hơn tỷ, nguyên cái dàn 11 cái ghế hơn tỷ, là cái bộ bàn ghế này trên 2 tỷ. Thì trên báo nó có để là đối tác của ông chủ doanh nghiệp này nè, lại giới thiệu rồi ông thấy vậy ông mới đặt thử. Thì ông ngờ về là quá trời ok luôn. Hiện tại là bộ ghế này ở đồng bằng sông Cửu Long này rất hiếm á. Mà nhìn kỹ cái bàn này nó không có, người ta không có cắt ngay á, làm như miếng gỗ này người ta để nguyên luôn nè. Miếng gỗ. Nó không có ngay như cái bàn của người ta. Cái này nó phải gõ. Gõ đỏ. Dạ. Không mà sao mà nó được nguyên vậy nè, cũng mình thấy lạ nè. Dạ. Dạ. Thì để trong ấy là để gõ đỏ đó, mình tin gõ đỏ đi chứ không biết cái gì nữa. Dạ. Bởi vì cái này là từng miếng là từng giá trị của nó, bởi vì đâu có cắt anh chị bỏ uổng. Dạ. Dạ. Ờ, cái này chắc khoảng giữa của nó quá. Cái này là giáp ra cái dành của cái hoành cây luôn à. Dạ. Cái lõi. Mà đặc biệt cái cây này nó đặt ruột mà bởi vì nó mới lấy được cái này. Dạ. Xe thao lao là không có bọc được. Dạ. Hơn 2 tấc à, cái này cái à. Gan này 2 tấc đúng rồi, chứ có 2 tấc 2. Tại nó thích cái lấy dài. Dạ. Để trong ấy là 4m9 á, gần 5m á. Dạ. Độc nhất là mấy cua. Dạ, mấy cua thì công nhận tinh xảo thiệt. Đục đẽo sao mà quá trời đẹp. Dạ. 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 À. Cắt ở vuông vuông rồi mới đầu hả? Thạm sợ chạm thợ nó chạm nó móc. Dạ, ra. Dạ. Móc ra cũng nhiều rồi, ghe no rồi, móc nguyên cái cây. Dạ. Giống như mấy chiếc ghe ngon móc ra. Dạ. Móc ra vậy đó. Dạ. Như mấy ông hồi xưa mà mấy ông già chưa chủ điện rồi đó. Dạ. Mấy cái hàng hàng măng cá mình đó xưa đúng không? Cái hàng cái nó móc ra. Dạ dạ. Như cây bự đó cái đầu tôi móc làm hàng như vậy. Dạ. Đóng giác này. Chứ cái này mà đóng cái này làm này không nổi thiệt. Cái gỗ này nè. Dạ. Tôi tính đâu mấy cái chân này, mấy tay chân này là nó kháp vô mà. Dạ. Nó đặt luôn á. Nó móc. Dạ. Thợ chạm. Quá trời tinh xảo. Công cán dữ. Dạ. Cái cây nó như tiền, cái công như tiền. Dạ. Không, cái cây nó cũng ví dụ như giá trị nó cũng làm nguyên một bình thường vậy thôi. Dạ. Nhưng mà được ví dụ mình cơ nguyên cái cây là nó giá trị vậy, nhưng mà cái thợ móc này là nó mắc tiền. Dạ. Móc ra nó chạm ra. Đi gan con cua thiệt luôn chứ đâu có là để ý từng chi tiết luôn á. Dạ. Con này khéo thiệt. Tính đâu phải tôi dạm, tính đâu là cái này là cũng như nói ha. Để nó nói nó gắn khớp vô. Rồi nó bo lại. Nguyên cái cây bự vậy nè. Dạ. Nguyên cái cây bự vậy. Nãy là không mà thiệt, để ý tính đâu là nó gáp lại không ở này nè. Hay thiệt. Đâu đúng là nghệ thuật. Chứ bình thường của người ta vậy phải không? Dạ. À, người ta phan bên đây con ốc, bên đây con, dạ. Bên này con ốc, bên đây hai cái lỗ. Dạ. Cái đầu nó phan bắt cù lông vô, nhưng mà cái này không có. À, không thấy luôn ha. Bởi vì dòm kỹ mới biết chứ không thôi đâu biết.
Thì nguyên cái cây bự vậy nè. Dạ. Cái cây bự vậy nè, đầu nó mới móc. Ừ. Cái này là cái khúc cây dài. Cây dài quá. Dạ. Cây dài nó móc ra, tự nhiên mấy con kia thì vô. Bên 2, 4. 4 con. Hai bên 8 con đó, 1 con, 9, 10, 11 con. Chăng cua bự nhất, đầu đàn của cua cái quá. Cua bự nhất đó. Dạ. Này ăn con mà thịt cái này ăn nó xỉu thiệt à. Má ăn con là đang biết gì. Dạ. Này cái đẹp nè. Kim con vậy. Con á với các bạn rồi. Con này là giống trang luôn nè. Dạ. Không này giống thiệt luôn á. Này chắc cua đực quá, cua yếm vuông quá. Chứ ví dụ như nó mà cái cây dài nó chạm nó nối cái này vô lại phải không? Dạ. Là cái càng là đường nào thời gian xa dài nó gãy. À nó gãy. Chịu không nổi ha, nó cái này nó đặng, anh nặng quá. Cho ngồi thoải mái luôn. Dạ. Đúng ra nó không cho ngồi, nó sợ hư nó là nó dán giấy rồi. Dạ đúng rồi, cái này để nguyên luôn ha. Nguyên luôn. Bởi vì đâu có sợ đâu. Nó móc mà. Dạ. Rồi mình tính trong mấy cái ngoe là nó nói ha, mà không nói ha. Dữ dằn thiệt. Chứ phải chi mà nó nói vô là đụng cái này đâu cho, để vậy. Phải dạ. Đâu cho ngồi. Đúng rồi, ngồi là gãy liền, sụp liền. Đúng là đồ đời vàng thiệt, không sợ lửa thiệt. Cũng như đi dưới công tử Bạc Liêu không? Dạ. Đó là cái nào ấy là dán giấy không? Dán lại. Không cho đúng rồi. Không có cái bộ ghế đó giống với công tử Bạc Liêu đó. Đó là cho ngồi đó. Đó bộ ghế đó. À, ở Đồng Dư đó. Dạ. Công tử Bạc Liêu nó đâu có cho ngồi. Ở dưới nó không phải canh. Kết thúc nha mọi người, hẹn mọi người là cái video tiếp theo nha.